Kính chào quý khán thính giả. Một lần nữa, tháng Tư Đen lại trở về với người Việt tị nạn Cộng sản Việt Nam khắp nơi trên thế giới. Với những mất mát tang thương trong ngày 30 tháng 4 năm 1975 do bọn Bắc Cộng gây ra khi cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam sẽ không bao giờ phai mờ trong ký ức của người Việt tị nạn Cộng sản. Vào lúc 1 giờ trưa thứ Bảy ngày 29 tháng 4 năm 2023, đã diễn ra lễ giỗ tổ Hùng Vương và tưởng niệm ngày Quốc hận lần thứ 48 tại trung tâm sinh hoạt Hollywood Senior thuộc thành phố Portland do Ban chấp hành Cộng đồng Việt Nam tổ chức. Đúng 1 giờ 15 phút, niên trưởng Đoàn Kim Bảng và Hoàng Tiến Phương đã khai mạc chương trình qua nghi thức chào cờ Mỹ Việt và phút mặc niệm. Ngày Cộng sản ơi, đứng lên đáp lời sông núi, đồng lòng cùng đi, xin giữ gìn thân sống. Vì tương lai quốc dân cùng sống, phá có tên, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền. Tiếp theo, ông Từ Đức Tháo, Chủ tịch Cộng đồng đã lên đặt vòng hoa trước bàn thờ Tổ quốc, tưởng nhớ đến vua Hùng và tiền nhân đã dựng nên cơ đồ Việt Nam. Sau đó, ông Tháo đã giới thiệu và gửi lời chào mừng quan khách tham dự. Chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của quý giới chức và dân biểu Hoa Kỳ tại Oregon và vùng Vancouver, Washington. Quý vị đại diện đảng phái, tổ chức, quý hội đoàn, cựu quân nhân cùng đông đảo đồng hương và các bạn giới trẻ đến tham dự. Trong phần văn nghệ lễ tưởng niệm quốc hận với sự góp mặt của đoàn Hưng Ca Oregon cùng nhiều tiếng hát của các ca nghệ sĩ tại địa phương. Nhân dịp này, ông Yi Kang-hu, nghị viên thành phố Tigard đã thay mặt cho thị trưởng trao bảng nghị quyết công nhận ngày 30 tháng 4 là ngày quốc hận của cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản tại Oregon cho ông Từ Đức Tháo, Chủ tịch Cộng đồng người Việt Nam, Oregon. Ngoài thành phố Tigard, còn có các thành phố lân cận như Portland và Medford đã công nhận ngày 30 tháng 4 là ngày quốc hận của cộng đồng Việt Nam tị nạn Cộng sản. Kính chào quý khán giả. Hôm nay tôi rất vui là được tham dự ngày giỗ Tổ Hùng Vương và ngày nhớ 30 tháng 4 quốc hận của chúng ta. Và tôi biết là tôi ở đây là tại vì sự hy sinh của ba má tôi và sự mất nước. Không bao giờ tôi quên cái đó được. Khi mình còn trẻ thì mình không nhớ tại sao mà mình ở bên nước Mỹ này. Nhưng mà càng lớn càng hiểu rằng là tự do không có phải là free. Freedom is not free. Và chúng ta trong mỗi ngày khi đi làm việc ở ngành của chúng ta, cái cách chúng ta lo cho gia đình và tham dự cộng đồng, chúng ta phải nghĩ rằng là người nào đã hy sinh để cho chúng ta có ngày hôm nay. Bác Suy Thủy vừa nhắc lại chiến tranh Việt Nam và vừa nhắc lại cái nghị quyết của thành phố Portland, của Tiger, của Eugene để chấp nhận rằng cái ngày 30 tây tháng 4 là ngày quốc hận, là tháng Tư Đen. Thì nơi tại tiểu bang, 5 vị dân biểu người Mỹ gốc Việt phải làm gì? Không những 5 người ở trên Salem phải lên tiếng mà cả tất cả dân Việt ở tiểu bang mình phải lên tiếng, phải làm cho họ thấy rằng chúng ta ở đây và chúng ta đóng góp. Thủy sẽ mong rằng trong tương lai sẽ làm một cái bài mà để cho State of Oregon hiểu biết và recognize là cộng đồng Việt Nam và lịch sử của cộng đồng Việt Nam như thế nào để cho tiểu bang. Nhưng mà tất cả chúng ta ở trong cộng đồng Việt Nam ở Oregon có trách nhiệm để cho tiểu bang mình hiểu lịch sử của mình. Tôi nghĩ cái việc mà người Mỹ hay là người bản xứ họ biết đến cái ngày 30 tháng 4 và họ có một cái nghị quyết hay là một sự lên tiếng để xác nhận điều đó thì cũng chỉ là vấn đề ngoại giao. Thực tế thì họ đã biết từ lâu, bởi vì cái sự đấu tranh, cái sự chống cộng của cộng đồng người Việt tại hải ngoại trong vòng 48 năm qua đã nói lên điều đó.
Chỉ có một điều chúng ta hàng năm cần nhắc lại là chúng ta cần phải nói cho nhau nghe rằng cờ đỏ sao vàng ở trong nước là đại diện cho cái cờ máu, cho cái đảng cướp Việt Cộng chứ không phải đại diện cho người dân. Bữa nay ngày 30 tháng 4, mặc dù anh Trung không có hỏi về câu này nhưng tôi xin nói rõ, cờ vàng ba sọc đỏ mới là biểu tượng của người Việt tự do ở hải ngoại cũng như khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Việt Nam. Và cái ngày 30 tháng 4 là cái ngày mà chúng ta nhớ đến đồng bào miền Nam, quân dân miền Nam đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ cái miền Nam, ít nhất là đến ngày 30 tháng 4 75. Cho nên nếu người nào quên cái ngày 30 tháng 4 75 thì cần xét lại cái căn cước tị nạn của mình. Và chúng ta nên nhớ rằng chúng ta làm hay là chúng ta nói cái điều gì thì cũng phải vì quyền lợi của đất nước và dân tộc Việt Nam. Chúng ta đừng nói và làm những điều có lợi cho cái đảng cướp Việt Cộng tại Việt Nam. Và hiện nay tại Hoa Kỳ, chúng ta là những người có quốc tịch Mỹ thì chúng ta có cái bổn phận phải bảo vệ cái đất nước mà đang cưu mang chúng ta. Chúng ta làm sao đừng có để lại tị nạn một lần nữa. Đây là cái điều mà tôi nói một cách quyết liệt đối với đồng bào tị nạn đang sinh sống tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới. Đối với cá nhân chúng tôi, cho dù người Mỹ có công nhận hay không công nhận thì ngày 30 tháng 4 là ngày quốc hận của người Việt tị nạn chúng ta. Cho dù người ngoại quốc có công nhận hay không công nhận thì người Việt Nam tại hải ngoại và khắp nơi trên các đất nước tự do hay là ngay cả trong nước, chúng ta có bổn phận phải đấu tranh và phải chấm dứt cái chế độ độc tài tàn bạo vô nhân đạo tại Việt Nam ngày hôm nay. Cho dù họ có công nhận hay không công nhận thì chúng ta, thực tế chúng ta vẫn là những người tị nạn. Ai chối bỏ mình là người tị nạn, cần phải xét lại cái căn cước tị nạn chính trị của người đó. Đối với những dân biểu của tiểu bang thì họ có cái lập trường chính trị của họ, tôi không thể nói thay cho họ. Nhưng cho dù họ ở đảng nào, họ đại diện cho ai thì dứt khoát phải là cái quyền lợi của đất nước Mỹ. Và kế đến, vì họ là những người Việt tị nạn thì có lẽ đồng bào tị nạn sẽ mong đợi ở cái lập trường chính trị rõ ràng của họ. Nói một cách khác là nếu chúng ta là người Việt Nam, chúng ta tị nạn ở đây, cho dù ngày nay chúng ta ở đảng nào thì nữa, thì cái câu nói, xin lỗi, cái lời nói và cái việc làm của chúng ta dứt khoát là nó phải có lợi cho đất nước Hoa Kỳ và đặc biệt cho người tị nạn. Còn nếu bất cứ kẻ nào hay là người nào mà đi ngược lại cái điều đó thì sẽ được quyết định của lá phiếu đối với cử tri tại tiểu bang Oregon này. Việt Cộng có quyền xem thường cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, nhưng chúng ta không cho phép chúng nó khinh chúng ta. Bởi vì chúng nó có được quyền tự do, muốn xem thường ai là xem thường. Nhưng trên cái đất nước Hoa Kỳ này, chúng ta không cho phép những bọn Việt Cộng mà cánh tay nối dài của chúng ta hải ngoại xem thường cái biểu tượng của chúng ta. Và chúng ta có bảo vệ được hay không là do mỗi con người trong tim của chúng ta. Nếu chúng ta xem thường, chúng ta thờ ơ với cái biểu tượng đó, thì chúng ta đừng có chờ đợi kẻ thù chúng ta nó xem trọng cái lá cờ của chúng ta. Bởi vì bọn Việt Cộng có nhu cầu phải triệt hạ cái lá cờ vàng và cái sự đoàn kết của người Việt tại hải ngoại. Cuộc chiến Việt Nam tuy đã chấm dứt vào ngày 30 tháng 4 75, nhưng vẫn mãi ghi nhớ một thảm kịch đầy đau khổ. Hơn 20.000 thương phế binh, hơn 300.000 quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bị đày ải trong lao tù Cộng sản và bị bức tử bởi tập đoàn Bắc Việt qua bàn tay khát máu của Cộng sản quốc tế. Các vị anh hùng vị quốc vong thân và sự mất mát sinh mạng của hơn 58.000 quân nhân Mỹ và cả những đồng bào đã bỏ thân trên biển cả, trên con đường vượt biển, vượt biên tìm tự do. Chúng tôi, phóng viên vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, tường trình cho SBTN từ thành phố Portland, Oregon.